các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ check lỗi trên con bếp từ Electrolux cho các bạn nhé. Đây là con bếp từ 3, bạn nhìn đây. Đấy, và mặt của nó thì đây các bạn. Đấy, con bếp này thì mình đã xử lý xong rồi nhé. Này mình xử lý xong rồi. Bây giờ mình sẽ bật cho các bạn xem nhé. Con bếp này trong quá trình mình sử dụng, mình thấy là nếu mà trên này, trên cái mặt phím này của mình này, nếu mà bụi bẩn nhá, hoặc là các bạn không đè các cái miếng này mà cân nhau này, bạn đặt lên mặt phím này không cân nhau này, đấy, tức là có một phím nào đấy nó đang không được cân, thì nó sẽ báo lỗi S9 nhé các bạn nhé. Đấy. Đấy. Như cái này là bếp đang chạy này. Đây là một bếp này các bạn. Dừng này, chuyển sang bếp bên này. Bật bên này. Nào bật bên này. Cứ bật đâu nhỉ? Giữa đấy. Đấy. Chạy nhá. Tiếp tục của mình dừng này. Dừng này, mình chuyển xuống bếp dưới này. Chuyển bếp dưới này. Mình ấn trở lại này. Xong mình chọn nút dưới này. Đấy các bạn thấy không? E9 chưa? Nếu như các cái phím này mình mà không cân thì sẽ báo E9 ngay nha. Các phím này của mình mà không cân, mình phải đặt đều lên tất cả các cái mặt này. Nếu các bạn một cái phím nào ấn đè mạnh hơn bình thường thì sẽ báo E9 ngay. Đấy. Đây nhấc nhẹ ra này, còn là báo E9 đấy. Thì đây là cái lỗi E9 ở trên bếp Electrolux này. Mình sẽ làm nguyên một series về các cái lỗi ở trên con bếp này nha. Thứ nhất là lỗi E9, đúng không? E9 liên quan là đến cái tỉ mặt. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục mình check cái lỗi khác nha. Đó là mình sẽ check các cái mạch bảo vệ quá nhiệt của nó xem nó báo gì. Các bạn nhìn này. Nếu mà các bạn mà làm kênh như này này, là nó sẽ báo lỗi đấy. Kiểu như là... Rồi, tắt đi. Đấy. Thế bây giờ... mình sẽ kiểm tra, mình sẽ check các cái lỗi liên quan đến mạch bảo vệ quá nhiệt đúng không? Nào, rút điện nha. Rồi. Rút điện rồi nha. Giả sử mình đang dùng cái bếp này đúng không? Bếp bên này. Nhấc đi. Mình sẽ check lỗi trên mạch bảo vệ quá nhiệt cho các bạn xem. Đấy. Đây là mình có một con sensor nhiệt các bạn thấy không? Ví dụ con sensor bị đứt ra thì sao? Đúng không? Bình thường mình đo các cái chân sensor này, đo hai chân sensor sẽ được 4.5V nhé. Đấy, bây giờ hôm trước là mình vừa check rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ bật cho chạy thử xem nó biểu hiện nào, đặt lên. Đặt thử nồi bên này đi, đặt bên này xem nào nó có lỗi không. Đấy. Đây là biểu hiện lúc mới mở lên nhé. Nó sẽ như thế này. Đây mình sẽ bật này, mình sẽ bật nguồn này. Thấy chưa? Bây giờ mình sẽ chạy thử bên này này. Đấy, bếp vẫn cho chạy bình thường đúng không? Vẫn cho chạy bình thường. Thế thì bây giờ mình sẽ dừng lại này. Mình dừng lại là mình chuyển sang cái bếp mà mình vừa rút cảm biến đi này. E4. À, E4 các bạn. E4 nhá. Đấy, mặc dù là mình không chạy cái bếp đấy, đúng không? Chưa chạy E4 rồi, bây giờ phải rút điện nha. Cắm lại cái. Lỗi E9 thì là lỗi liên quan bàn phím này, trên bếp Alex này nha. Đấy, bây giờ mình lại nha. Đấy. Mình chạy thử xem khoảng bao lâu thì nó báo lỗi E4 nha các bạn nha. Đấy các bạn này, nó chạy, bếp này chạy nhưng mà lại báo E4. E4 là của cái bếp bên này nha các bạn nhé. Chạy một lúc báo E4 này. Thấy chưa? Đấy. Thế thì bây giờ mình giả sử nhá. Lắp lại đầy đủ đi. Lắp lại và xem, check thử cái lỗi bên bếp bên trên xem lỗi nó có báo E4 không. Xem nó có báo giống nhau không.
hoặc bây giờ mình check trực tiếp cái bếp này luôn. Này, cái sensor con này chắc anh. Check trực tiếp sensor con này. Bây giờ mình sẽ xem là con này có bị không nha. Nhấc xem nhé. Đây nha, đứt nha, đây là trường hợp là đứt nha. Đứt sensor. Hoặc là lỏng sensor. Đấy, cắm điện vào này. Đặt bàn phím vào này. Đặt không khéo là báo E9 ngay. Này. Chạy thử nha. Bếp của mình này. Không ăn dòng, không phát dòng luôn nhá. Không báo dòng. Vào nó báo E4 nhá. Tức là cái bếp nào lỗi thì bật bếp đấy nó sẽ không lên dòng. Một lúc sau sẽ báo lỗi E4. Còn nếu mà bếp này lỗi này mà mình chạy bên này mình chạy được một lúc, nhưng mà nó sẽ báo E4 hoặc E4 bên này này. Đấy, thế bây giờ giả sử đóng cái này lại đi. Và giả sử mình cho một con sensor bên này bị chập đi. Vậy tức là lỗi E4 là lỗi ở trên các cái con sensor trên này, nó bị đứt đúng không? Rồi đóng con này vào và mình sẽ thử con trên cùng kia nhá. Ngày mai các bạn có thông số, các bạn làm những cái bếp này thì không phải lúc nào mình cũng có đồ mình test đâu. Đôi khi nó báo E4 mà mình còn đang hoang mang không biết nó bị ở cái gì. Cắm chưa? Rồi. Thế bây giờ giả sử như con trên này lỗi thử xem. Nhấc con này đi. Mùa dịch. Tiến ơi, chào bán giả phát. Mùa dịch ta gọi ạ. Đây. Sensor nằm tút rồi đây. Mấy gì? Đặt tạm đây nhá. Cái này mình đang sẵn luôn. Thôi được, để tạm đi. Nó tạm một lúc còn rút quạt nữa, test quạt nữa. Rồi. Thế bây giờ giả sử bây giờ mình sẽ test chính cái bếp đấy luôn, xem nó báo như nào nhá. Nào. Các bạn cái này các bạn phải để cân nhá, còn nó báo là 9 ngày đấy. Một trong những cái lò xo này, một cái nào đấy dài hơn bình thường sẽ báo ngay. Bật này. Con này bị mất cảm biến nhưng mà vẫn cho chạy, nhưng mà nó ngắt các bạn. Chạy lên dòng mới ngắt này. Đúng không? Mất cảm biến rồi. Chạy lên dòng mới ngắt. Rất hay. Vẫn báo E4 nhá. Chạy lên dòng mới ngắt. Thôi. Nhưng mà nó cho chạy. Con này thì lại cho chạy. Rồi bây giờ thế này nhá. Thì sẽ lắp con cảm biến lại cho nó chạy lâu hơn đi. Lắp cảm biến lại. Sau lúc mình sẽ test đường quạt. Không giúp bên này chứ. Nhiều bạn cũng chưa đang thắc mắc cái là không biết là đường quạt của mình liệu nó có lỗi, nó có gây ra báo E hay không. Thế bây giờ mình giả sử như một con sensor bị chập thử xem nó báo gì đúng không? Bây giờ em nhấc một bên này ra đi. Để mình test đánh chập nó thử phát. Bằng cách là mình kẹp hai cái banh chập vào đấy. Đấy cái banh chập vào đấy. Cứ để im. Đây nhá. Mình giả sử mình đánh chập nó đây. Chập đúng không? Chập. Em ngồi ghế là được. Đây nhá, mình đánh chập con sensor nhá. Xem nó báo E4 không, nếu mà báo E4 thì chứng tỏ là vẫn là liên quan đến sensor đúng không? Nó có chạy ngắt hay thế nào kệ nó đúng không? Đây nhá, ví dụ mình chạy cái bếp này, không chạy bếp này đang mình đang đánh chập rồi. À, nếu mà sensor chập nó sẽ báo chữ H các bạn thấy không? Đấy, nó báo H tức là báo nhiệt độ cao và quạt quay.
bật quay tít luôn khi mình chưa bật gì luôn. Đấy, và đương nhiên là bây giờ mình sẽ bật thử nhá. À, mình bật thử cái con bên này nhá. E4 các bạn, con này đóng tạch phát báo E4 luôn nha. Thì đây là cái biểu hiện của cái con sensor mình bị chập. Được rồi, tạm đấy, bên này thì báo chữ H này. Vậy là bên nào báo chữ H chính là bên này đang bị chập, đúng không? Thế bây giờ giả sử mình thử rút cái chữ H mình đóng qua bên kia, cắm vào bên kia để xem. Bên này à? Rút đây. Đây, mình sẽ cắm bên trên nhá. Đây, con bếp trên. Bạn nhìn này. Đấy, thì cái bếp trên nó sẽ sáng, nó sẽ báo chữ H. Thì đây là cái biểu hiện của sensor đang quá nhiệt hoặc là bị chập nha. Rồi, tạm thời đến đây mình sẽ check cho các bạn hai cái lỗi này, và một lúc nữa mình sẽ check cho bạn tiếp các lỗi liên quan đến mạch giao tiếp các thứ nhá, và quạt. Chúc các bạn là làm thành công với cái bài check này của mình.